Hello everybody, welcome to our class today. Xin chào tất cả các em học sinh lớp 3. Chào mừng các em đến với lớp học của chúng ta ngày hôm nay. Today we will learn Unit 12, This is my house, Lesson 3. Trước khi đi vào bài học ngày hôm nay, hãy cùng cô ôn lại những gì chúng ta đã được học ở Lesson 2 nhé. Okay, now look at the picture, ask and answer. So how do you ask with this picture, a pond? Is there a pond? And look at the face, a happy face. So you say, yes, there is. Okay. Now let's move on to the next picture. Fence and sad face. So you say, is there a fence? Is there a fence? No, there isn't. No, there isn't. Okay. Next one, a gate. So you say, is there a gate? Yes, there is. And the last picture, how do you ask? A yard? Is there a yard? And sad face, so you say, no, there isn't. Okay? Is there a yard? No, there isn't. Như vậy, cô vừa giúp chúng ta ôn lại những gì chúng ta đã được học ở Lesson 2. And now let's move on our lesson today with phonics. Vậy với bài học ngữ âm ngày hôm nay chúng ta sẽ được học những âm gì? Now look at this. First one, listen and repeat. Ch, ch. Kitchen. Kitchen. Ch, kitchen. Okay? Next one. Th, th. Bathroom. Bathroom. Okay? Như vậy, cô vừa hướng dẫn chúng ta hai âm, đó chính là âm ch và âm f. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với IC Book để luyện tập nhiều hơn về hai âm này cũng như những mẫu câu chúng ta đã được học. Ok? Lesson 3. 1. Listen and repeat. Ok, ở hoạt động này chúng ta sẽ được học hai âm đó là ch và th. Ok? Như vậy các em sẽ cất vào từng âm, sau đó từ và câu để nghe và lặp lại. Now let's listen and repeat. Ch. Kitchen. This is the kitchen. Bathroom. Is there a bathroom? Okay. Các em hãy kết và nghe lặp đi lặp lại cho đến khi nào chúng ta có thể phát âm chính xác hai âm này nhé. And now let's move on activity 2. 2. Listen and write. Ở hoạt động này các em sẽ nghe và viết từ còn thiếu và chỗ trống. Hoạt động này tương đối đơn giản, các em hãy nghe và ghi cho chính xác nhé. 1. The bathroom is large. So number 1, what can you hear? The bathroom is large. So you write bathroom. Number 2. 2. Is there a kitchen? Is there a kitchen? So we write kitchen. Okay. Sau khi đã hoàn thành, các em nhấn submit để kiểm tra câu trả lời của mình. Well done. And now let's move on activity 3. 3. Let's chant. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau củng cố lại hai âm mình vừa học với bài chant Is there a garden? Okay. Trước khi lắng nghe giai điệu của bài chant, hãy cùng cô đọc qua lời của bài chant nhé. Is there a garden behind the house? Yes, there is. Yes, there is. Is there a yard behind the house? Yes, there is. Yes, there is. Is there a gate behind the house? No, there isn't. No, there isn't. Is there a pond behind the house? No, there isn't. No, there isn't. Ở đây chúng ta thấy xuất hiện từ behind, ở đằng sau ngôi nhà. Okay? Bây giờ hãy cùng cô lắng nghe giai điệu của bài chant. Let's listen. 1, 2, 3, 4,
Is there a garden behind the house? Yes, there is. Yes, there is. Is there a yard behind the house? Yes, there is. Yes, there is. Is there a gate behind the house? No, there isn't. No, there isn't. Is there a pond behind the house? No, there isn't. No, there isn't. Ok, như vậy các em đã nắm được giai điệu của bài chant đúng không nào? Let's listen again and chant. 1, 2, 3, 4. Is there a garden behind the house? Yes, there is. Yes, there is. Is there a yard behind the house? Yes, there is. Yes, there is. Is there a gate behind the house? No, there isn't. No, there isn't. Is there a pond behind the house? No, there isn't. No, there isn't. Now let's move on activity 4. 4. Read and write. Ở hoạt động này chúng ta sẽ được củng cố kỹ năng đọc và viết. Chúng ta sẽ quan sát bức tranh này và hoàn thành đoạn văn bạn Mai giới thiệu về ngôi nhà của bạn. Ok. Hi, my name is Mike. This is my house. All right. It is large. The gate of the house is blue. So can you see the gate? There is a in front of the house. Vậy có cái gì đó ở trước ngôi nhà. Vậy chúng ta có thể quan sát trước ngôi nhà. Chúng ta thấy đây là gì nào? A garden. So we write, there is a garden in front of the house. There is a in the garden. Có cái gì đó ở trong khu vườn. Vậy chúng ta sẽ chú ý thấy trong khu vườn có gì nào? It's a pond. So there is a pond in the garden. You can see the room in the house. So look at this. What room is it? This is a sofa, all right? So that's it, the living room. You can see the living room in the house. It is quite big. Okay, như vậy chúng ta vừa hoàn thành đoạn văn nói về ngôi nhà của bạn Mai, đúng không nào? Let's press submit to check the answer. Well done. Okay. And now let's move on activity 5. 5. Read again and write the answers. Ở hoạt động này một lần nữa chúng ta được củng cố kỹ năng đọc hiểu. Tuy nhiên bài tập này yêu cầu chúng ta đọc lại đoạn văn ở bài tập số 4 và trả lời các câu hỏi. Vậy trước hết hãy cùng cô quan sát các câu hỏi, sau đó chúng ta sẽ cùng xem lại bài tập số 4 nhé. Is my house small? What color is the gate? Nhà của Mai nhỏ phải không? Cái cổng màu gì? Is there a garden? Is there a pond in the garden? Is there a yard? Okay. Như vậy chúng ta vừa quan sát các câu hỏi của bài tập 5. Hãy cùng cô quay lại activity 4. 4. Read and write. Câu hỏi thứ nhất hỏi chúng ta về kích thước của ngôi nhà Mai, đúng không nào? Is my house small? So let's see. This is my house. It is large. Vậy, với câu hỏi thứ nhất chúng ta dễ dàng xác định câu trả lời sẽ là gì? No. Right. Câu hỏi số 2 vừa nãy hỏi chúng ta về màu sắc của cánh cổng. What color is the gate? So let's see. The gate of the house is blue. Okay? So remember, blue. Các câu hỏi còn lại, is there a garden? Is there a garden? So yes or no? Yes. Khi cô hướng dẫn chúng ta bài tập số 4, chúng ta đã ghi nhớ thông tin này đúng không nào? Is there a pond in the garden? Yes, there is. Is there a yard? No yard. Okay? So let's
Better activity 5. Read again and write the answers. Như vậy dễ dàng thì chúng ta xác định câu trả lời thứ nhất. Is my house small? No. So no, it isn't. Mẫu câu này chúng ta đã được học đúng không nào? What color is the gate? It's blue. Ba câu hỏi còn lại các em sẽ tự mình thực hiện nhé. Is there a garden? Yes, there is. Is there a pond in the garden? Yes, there is. Is there a yard? No, there isn't. Như vậy các em sẽ tự mình thực hiện ba câu hỏi còn lại, sau đó nhấn submit để kiểm tra câu trả lời của mình nhé. And now let's move on to the last activity. 6. Project. Ở dự án lần này các em sẽ thực hiện draw and color your house, vẽ và tô màu ngôi nhà của mình. Và chú ý, write the names of the rooms in the house. Hãy ghi tên của từng căn phòng trong ngôi nhà của mình nhé. Và nếu có thể hãy luyện tập giới thiệu về ngôi nhà của mình với những mẫu câu đơn giản mà chúng ta đã được học trong Unit 12. Ok, cô chúc các em sẽ làm thật tốt dự án này nhé. Như vậy, thông qua các hoạt động trong IC Books, các em đã được luyện tập về cách âm mình học ngày hôm nay, cũng như củng cố lại những mẫu câu các em đã được học ở Lesson 1 và Lesson 2. Ok, về nhà các em hãy nhớ luyện lại cách phát âm và tìm thêm các từ có chứa các âm chúng ta đã học, đó là âm ch và âm f. Hãy làm lại các bài tập trong IC Books và chuẩn bị cho bài mới Unit 13, Lesson 1. It's time to say goodbye. Bye bye and see you later.